Tài kiếm tiền của CEO Spotify, 14 tuổi kinh doanh, 23 tuổi đã là triệu phú, 12 năm sau thành tỷ phú đô la. Ở tuổi 37, CEO của Spotify, Daniel Ek, hiện sở hữu khối tài sản trị giá 3,9 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, Ek đã quen với việc kiếm được số tiền lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Nhà sáng lập người Thụy Điển này đã trở thành triệu phú khi mới 23 tuổi, 2 năm trước khi anh tung ra ứng dụng Spotify. Đến năm 35 tuổi, anh chính thức trở thành tỷ phú với tài sản gần 2,5 tỷ đô la Mỹ. Ek bắt đầu kinh doanh ở tuổi 14 với việc thiết kế và lưu giữ trang web cho các công ty. Anh thường làm việc tại phòng máy ở trường trung học hoặc tại nhà riêng ở ngoại ô Stockholm. Chàng thanh niên tính phí 5.000 đô la Mỹ đối với các công ty địa phương cho dịch vụ thiết kế trang web. Chỉ trong một tháng, anh đã kiếm được gần 50.000 đô la Mỹ. Ek cho biết cha mẹ anh không hề biết về công việc sinh lợi này của anh cho đến khi họ phát hiện ra những cây đàn guitar và trò chơi điện tử đắt tiền mà anh sưu tầm. Cũng vào khoảng thời gian này, Ek đã vô tình trò chuyện trực tuyến với Shane Parker, người sau này là nhà sáng lập công ty tiên phong trong lĩnh vực âm nhạc kỹ thuật số Napster và nhà đầu tư của Spotify. Dù kiếm được nhiều tiền hơn người cha làm thợ máy của mình từ năm 16 tuổi, nhưng Ek cảm thấy chán trường sau một thời gian. Vì vậy, anh đã thuê lập trình viên làm việc cho mình và đến năm 18 tuổi, anh quản lý một nhóm gồm 25 người. Năm 2002, Ek tốt nghiệp trung học và đăng ký học tại Học viện Công nghệ Hoàng gia của Thụy Điển, chuyên ngành kỹ thuật. Tuy nhiên, anh bỏ giữa trường chỉ sau 8 tuần và nhanh chóng tìm được công việc tại một số công ty công nghệ. Sau đó, anh thành lập công ty marketing trực tuyến tên là Advertigo. Năm 2006, Ek bán lại công ty với giá 1,25 triệu đô la Mỹ. Khi đó, anh mới 23 tuổi. Ban đầu, Ek quyết định dừng kinh doanh để hưởng thụ. Anh mua một căn nhà sang trọng ở Stockholm cùng một chiếc siêu xe Ferrari. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, lối sống đó khiến anh suy sụp. Anh chia sẻ với tờ New Yorker, "Tôi nhận ra rằng hầu hết bạn bè và những cô gái xung quanh chỉ lợi dụng tôi chứ không phải bạn thật sự. Họ ở bên tôi trong lúc tốt đẹp nhưng lại vắng mặt khi mọi thứ trở nên tồi tệ." Điều đó khiến Ek nhận ra rằng tiền bạc không quan trọng bằng việc được làm việc mà anh đam mê, công nghệ và âm nhạc. Từ đây, anh nảy ra ý tưởng về Spotify với Napster là nguồn cảm hứng. Tuy nhiên, anh và cộng sự Martin Lorenzen đã tìm cách để tránh các vấn đề pháp lý về bản quyền bằng cách dựa vào công nghệ phát trực tuyến cũng như đảm bảo thỏa thuận cấp phép với các công ty thu âm. Dịch vụ phát trực tuyến chính thức ra mắt người dùng châu Âu vào tháng 10 năm 2008, sau khi Ek dành hơn 2 năm để phát triển và thuyết phục các hãng thu âm, nghệ sĩ để Spotify phát trực tiếp nhạc của họ. Đến năm 2011, Spotify mới ra mắt tại Mỹ do gặp nhiều khó khăn trong việc xin giấy phép âm nhạc quốc tế. Thời điểm hiện tại, Spotify đã trở thành một ứng dụng phổ biến trên thế giới với 299 triệu người dùng hàng tháng và 139 triệu người dùng trả phí. Con số này đã đem về nhiều tỷ đô la Mỹ doanh thu cho công ty. Hiện Spotify có giá trên thị trường hơn 45 tỷ đô la Mỹ. Theo cafebiz.vn, Đầu Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.